Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đê quý vị ơi. Mai tàn ha, tàn đẹp luôn rồi quý vị ơi. À, chào Thảo. Dạ em chào anh Tuấn. Dạ xin kính chào các cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Bia Dừa. Thì hôm nay nhà em có về được một lô mai giỏi lá gai mang được giao lưu cùng các cô chú anh chị mình. Địa chỉ nhà em là ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ của em là 0342 360 363. Đây cũng là số Zalo của em luôn. Hình thức ship thì em bao ship toàn quốc. Lô mai hôm nay thì em xả giá rất là rẻ luôn. Em chia làm 3 lô ha. Lô 500, lô 600 và lô 750. Giờ em mời cô chú anh chị giờ lô đầu tiên này em bán đồng giá 500 ạ. Rồi, 500 một cây như thế này nhưng quý vị dạ. Là bao gồm cái phí vận chuyển cây tới nhà quý vị luôn. À, 500 một cây. Mã số 1 ở đây. Rồi, mã số 1. Quý vị mà ở nhà gần gần tới tận nơi chở thì cây này không tới 500, từ tiền ship là chỗ vậy ha. À. Rồi, em này cao khoảng tầm 1m4, tán ngang khoảng 1m1. Xuống cành đây quý vị. Cành đều luôn. À, nó đẹp như vậy cũng có 500 đó quý vị. Thôi. Dạ. Rồi, giá là bao gồm cái luôn ha. Giá vậy là thấy quá xá rẻ rồi. 21 à. 21 hoành luôn dạ. Nè. Rồi, mã số 1. Cây luôn. Mã số 1. Cái gì con chờ kêu con nha. Rồi, mã số 2. Mã số 2. Rồi, mã số 2 thì em này cao tầm khoảng là 1m6. Tán ngang tính gọn gọn 1m luôn à quý vị. Rồi, thân cành luôn. Rồi, Thảo dừng nha Thảo. Cái lá gì đâu mà nó bự dữ vậy nha. Lá bự mà nó về cui này mắt trúc đây quý vị nu rồi xuống cái hoành luôn hoành 20 này rồi 20 hoành mã số 2 giá 500 rồi xuống cây luôn theo mã số 3 ạ. Rồi mã số 3 rồi em này cao tầm 1m rưỡi tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi, thân cành luôn. À, tay cành cũng đều quá đây. Rồi, xuống quanh luôn quý vị. Cũng khá đấy ha. 18 rồi này. Rồi, để đây. Mã số 3, giá 500. Rồi, xuống cây luôn. Đây là mã số 4 ạ. Rồi, mã số 4. Rồi, hôm nay cao khoảng 1m6. Tán ngang 1m quý vị. Rồi, thân cành luôn. Rồi, vô hoành luôn quý vị ơi. 19 này. Rồi, xen dòng đế luôn. Mã số 4 500 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Theo là mã số 5. Mã số 5. Rồi em này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Đây, đỉnh đọt. Hết đỉnh lá xanh xanh này là khoảng 1m6 đây. Rồi thân cạnh luôn rồi quý vị ơi. Diễn em nghe kỹ nha. Mình ra máy từ từ xuống nè. Rồi vô quanh luôn rồi quý vị. Quanh 19 á. Rồi 19. Cái này mã số 5 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 6. Số 6. Rồi, mã số 6 thì em này cao tầm khoảng là 1m4 quý vị. Tán ngang gọn gọn khoảng 90 nha quý vị. À, mình cũng xin nhắc lại nha quý vị. À, đồng giá. Dạ, lô số 1 này là em cũng nói luôn là em gồm có 15 cây, bán đồng giá 500. Khi nào tới lô số 2 thì em sẽ báo ha. Rồi, 15 cây đầu là giá 500 ngàn quý vị, dạ. Đồng giá nha. 18 hoành à. Rồi, hoành 18 nè, đế nè. Đế đây. Mã số 6 ạ. Rồi, xuống cây luôn, mã số 6. Tiếp theo là mã số 7 ạ. Rồi, mã số 7. Rồi, mã số 7 thì em này cao tầm khoảng là 1m5, tán ngang khoảng 1m1. Rồi, thân cành quý vị ngắm nghía kỹ ha. Đó, mình ra chậm xuống đây. Từ xuống hang. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. 19 á. Rồi để luôn em. 19 hoành. Cái này mang mã số 7. Rồi mã số 7. Rồi tiếp theo là mã số 8 ạ. Mã số 8.
Rồi mã số 8 thì hôm nay cao tầm khoảng là 1m4. Tán ngang gọn gọn chắc khoảng 80 à, quý vị ơi. Rồi xương cành luôn. Đó. Đặt hết luôn ha. Kẹo luôn. Cây đẹp về cũng có 500 nhưng mà quý vị. Em vô hoành luôn anh ơi. Rồi hoành luôn. Hoành 17. 17. Mã số 8. Giá 500. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Đây là mã số 9 đây nè. Rồi mã số 9. Rồi mã số 9 thì hôm nay cao tầm 1m5. Tán ngang khoảng 80. Rồi thân cành luôn nha quý vị ơi. Từ từ xuống đây ha. Cái này cái dàn xương chỉ quá xa luôn. Chỉ đặt cái trơn luôn. Góc này hơi siêu siêu một xíu cho ăn dòng nó thả thả ăn dòng nó. Về về thấy ha. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 18 à. Rồi, 18 hoành. Dạ, cây này mã số 9. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 10. Rồi, mã số 10. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m6 hết đỉnh đọt nha quý vị. Tán ngang hôm nay chắc khoảng tầm 80 nha. Đây, xuống cành sang sát luôn. Đó. Sát luôn ha. Hoành 20 đi anh. Rồi, một yếu xíu ha, có cụ đế luôn nè. Cây này mang mã số 10 nè. Cây đẹp vậy cũng có 500. Dạ, 500 vậy. Thôi. Cái mã số 11 anh. Rồi, mã số 11. Hôm nay cao khoảng 1m6 luôn. Rồi, tán ngang hôm nay khoảng 90. À, cành chi đều quá nè quý vị. Phân bố gì cũng ok đó ha. Khá cành quá nè. Hoành 19 nữa nè. Rồi, xây xây đế luôn. Cây này mang mã số 11 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 12 anh. Rồi, 12. Này cao lấy 1m6 luôn quý vị. Tán ngang hôm nay mình lấy 90 luôn quý vị ơi. Cành luôn. Hoành luôn. Dạ, 22 hoành. Rồi, xem dòng đế luôn. Hoành 22, đế khá đế. Dạ. Cây này mang mã số 12 ạ. 12. Đó, cũng 500 ngàn thôi. 500. Tiếp theo là mã số 13 này. Rồi, mã số 13. Ngang khoảng 80. Cao khoảng 1m6. Đây, thân cành nè quý vị. Đặt cành quá nè. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 20 đúng. 20 hoành. Cái này mang mã số 13, giá 500 ạ. Rồi, mã số 13. Tiếp theo mã số 14 ạ. Rồi, mã số 14. Hôm nay cao khoảng tầm 1m2. Tán ngang khoảng 1m1. Cái này dàn xương đẹp quá nè. Đang tròn tròn. Xương cành đây. Rồi, dịu gì cắt tỉa thêm nha. À, này cắt tỉa gọn lại cái này đẹp hơn nữa. Cái cành đều hết trơn nè. 20 hoành anh. Rồi mã số này là 10. Mã số 14 anh ơi. 14 ha quý vị. Đó 14 nằm trong cái lô của anh. Theo là mã số 15. Mã số 15 này là cây cuối cùng của lô 500 ha. Rồi em này cao tầm khoảng 1m4. Tán ngang khoảng 1m. Mã số 15. Cây cuối cùng của lô 500 ngàn một cây. Đó, cây nào cũng đồng giá 500. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn. Hoành 19 lên đây. Rồi 19. Rồi xuống cây ha. Mã số 15. Rồi lên 16. Bắt đầu từ cây 16 này là giá 600 ngàn anh ơi. À, 16 này có bao nhiêu cây 600 ngàn? 16 này em gồm có 7 cây anh. Sao 600 ngàn có 7 cây phải không? Dạ. Mã số 16 ạ. Rồi hôm nay cao khoảng 1m8. Tán ngang ngang lấy gọn gọn mét nha quý vị. Cao hết đỉnh là khoảng 1m8 nha. Đó. 600 ngàn một cây như thế này nha quý vị. Bao ship luôn. Rồi mình cho cái hoành em nói luôn. Hoành 24 à. 24 hoành. 600 ngàn. Số 16. Dạ, 600 ngàn. 600 ngàn cây vậy đó. Theo mã số 17 à. Rồi mã số 17.
này cao khoảng 1m7, tán ngang chắc khoảng 1m luôn. Đây, cành cũng khá cành quá nè quý vị. Khá cành quá đây ha. Rồi, vô cái hoành em nói luôn. Dạ, hoành 24 anh luôn anh. 24 dư luôn á quý vị. Dạ, ha. Có dư. Mã số 16 cũng 600 nha. À, mã số 17 á. 17 chứ. 17 cũng 600 ạ. À. Theo mã số 18 ạ. À. Rồi, mã số 18. Này cũng tông cao ha. Này cao 1m8 luôn. Tán ngang gọn gọn lấy 1m luôn à quý vị. Rồi, thân cành luôn. Đó, từ từ xuống đây à quý vị. Rồi, hoành 23. Cây này mang mã số 18 giá 600. Rồi. Tiếp theo là mã số 19 anh ơi. Rồi, mã số 19. Này cao 1m7, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi, xuống cành đây. Từ từ xuống quý vị. Kỹ nha. Khích khích không nè quý vị. Cây đẹp như vậy cũng có 600 ha. Dạ. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Số 19, 600. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 20. Rồi, mã số 20. Nó cũng nằm trong cái lô 600 ngàn ha. Dạ. Rồi, này cao lấy 1m5 quý vị. Tán ngang lấy 1m1 nha quý vị. Đây, xương cành này. Cũng xòe ha, cành cũng xòe xòe nè quý vị. Cũng khá cành quá đây. Hoành. Hoành 20 ạ. Đế nè. Rồi, xây xây. Mã số 20, 600. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 21 ạ. Rồi, mã số 21. Cũng 600 đây. Rồi, hôm nay cao khoảng 1m7. Tán ngang lấy 1m luôn quý vị. Đây, xương cành luôn. Vì ngắm nghĩ kỹ nha. Từ từ xuống đây. Cho ăn dòng nó đi Thảo. Đó, cành khá quá ha. Đây, hoành hơi bự. 24 rồi này. Rồi, 24 hoành. Cái đẹp này cũng có 600 đây. Mã số 21 dạ 600. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 22. Rồi, mã số 22. Mã số 22. Cao 1m7. Tán ngang chắc khoảng 90 quý vị ơi. Rồi, từ từ xuống nha quý vị. Nghĩ kỹ xương cành. Rồi, vô hoành luôn. 23 này. 23 hoành. Dạ. 600 ngàn. Mã số 22 này là cây cuối của lô 600 anh. Bắt đầu từ cây 23 này trở về cuối clip là 750 một cây ạ. À. Mình xin nhắc lại nha quý vị. Bắt đầu từ mã số 23. 23 trở về cuối clip. Cuối clip là 750 một cây. 750 một cây. Dạ. Đồng giá. Dạ. Đó, quý vị thích mã số nào cứ alo nha quý vị. Rồi, em này cao khoảng tầm 1m6, tán ngang khoảng 1m1. Kỹ nha quý vị. Mình ra máy cũng rất là chậm nè ha, chậm rãi quý vị. Xem kỹ nha. Đó, tay cành đặt ra nè ha. Rồi, vô cái hoành luôn. 20 anh. Đó, để đây quý vị. Để đẹp ha. Mã số 23, 750 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 24. 4 này cũng đế đẹp lắm nè. Rồi, em này cao tầm 1m5. Tán ngang khoảng 1m1. Này xương ngang. Rồi, vô hoành luôn rồi quý vị ơi. 21 đúng rồi này. Rồi, để bàn xe điều nè. Dạ. Đó. Mã số 24 này cũng 750 thôi. Rồi, 750 luôn. Tiếp theo mã số 25 ạ. Rồi, 25 luôn. Rồi, hôm nay cao khoảng 1m5 quý vị. Tán ngang khoảng 1m. Rồi, xương cành.
em vô hoành luôn nha. Vô luôn. Hoành cái đèn tính 20 thôi anh. Rồi, 21 yếu xíu. Mã số 25 ạ. Để đều luôn. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 26. Rồi, mã số 26. Này cao lấy mít 2 quý vị. À, tán ngang lấy 1 mét. Xương ngang quý vị. Đây, dàn xương ngang khích 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 ha. Kỹ xương như quý vị. Còn cái này ở dưới đây đoạn này nó à, vậy đó. Trong nách nó bung 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 vậy quý vị. À, con vòng nữa hả? Kỹ. À. Rồi, vô cái hoành luôn. 21 anh. 750 ha. Dạ, cũng 750 cho mã số này là mã số 26 rồi đây. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 27 anh. Rồi, mã số 27. Em này cao lấy 1m6. Tán ngang gọn gọn 90. Rồi, xây xây luôn. Cạnh cũng đặc quá đây. Rồi, mình xuống cái hoành luôn nha quý vị. 20 đúng không? Rồi, để luôn em. Thêm giáp vòng ta nè. Mã số 27. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 28. Số 28 quý vị. Để hôm nay cao lấy 1m3 quý vị ơi. Tán ngang lấy 80 nha quý vị. Rồi, thân cành luôn. Kỹ nha. Rồi, mình vô kế hoạch em nói luôn nha quý vị. 20 này. Rồi, để luôn em. Cây này mang mã số 28 này. Rồi, xuống cây luôn. Theo mã số 29 ạ. Rồi, mã số 29. Lâu lâu nhắc lại nha quý vị. Hình như là mã số 23 đó là sao phải không Thảo? Đúng rồi, bắt đầu từ mã số 23 chứ là sao rồi. Em đồng giá 750.000 cây gì cuối clip ha. Rồi, lâu lâu nhắc lại cho quý vị. Để quý vị quên rồi. Hồi anh quên luôn. Quen cái cây giá sao luôn. Cây này mã số 29 nè. Rồi, nó vui thôi chứ mã số từ 23 trở về cuối clip là đồng giá 750 một cây quý vị. Bao ship luôn nha quý vị. Rồi, vô hoành luôn. 18. Rồi, để bàn. Chạy đều. Dạ. Rồi, xuống cây mã số luôn. 29. Theo mã số 30. Rồi, mã số 30. Rồi, cao khoảng 1m6, hết đỉnh nhỏ nhỏ trên. Tán ngang này khá rộng, khoảng 1m3. Cái sần xương này nãy giờ thấy đặt nè ha. Dạ. À, có đầu đặt có đây. Đó. À, cái dàn xương không mà nó đặt như vậy nè. Quá đặt luôn. Đặt kẹo luôn. Xương lực cái này có gì ha. Rồi vô cái hoành luôn. 21 đúng không anh? Rồi hoành 21. Cái này mang mã số 30. Rồi mã số 30, dàn xương quá dữ luôn. Tiếp theo mã số 31. À, mã số 31. Rồi cao hết đỉnh khoảng 1m7. Tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Xương cành cũng khích ra nè quý vị ơi. À, sẵn sát luôn nè. Để cũng dữ lắm nha quý vị. À, để là cộng nào nó chản chản vậy nè. 23 hoành. Rồi. Anh kia luôn, đây có luôn. Đó, đầy đủ quý vị. Cây này mang mã số 31 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 3. Tiếp theo mã số 32. Rồi, mã số 32. Rồi, em này cao khoảng 1m6 quý vị. Tán ngang em này lấy 1m1. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 21 bên đây. Rồi. Để nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 số cộng ha. Cây mang mã số 32. Rồi, xuống cây luôn. Số 32. Tiếp theo mã số 33. Rồi, 33. Rồi, chiều cao khoảng 1m5. Tán ngang gọn gọn. Hôm nay chắc cỡ 90 ngang nha quý vị. Xương cành thì khích khích ha. Cành khích khích nè. Rồi vô cái hoành luôn.
20. Rồi, 20 vành. Cây này mang mã số 33 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Theo mã số 34 ạ. Rồi, em này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m1 quý vị ơi. Đó, xương cành cũng đặc hết trơn ha. Rồi, vô quà luôn rồi quý vị. 22 anh. Rồi, để luôn. Cái này mang mã số 34. Rồi, mã số 34. Tiếp theo là mã số 35. Rồi, mã số 35. Cao khoảng 1m5. Tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Rồi, vô cái quành luôn. 21 anh. Rồi, xây xây luôn. Cây này mang mã số 35 anh. Rồi, xuống cây luôn. Theo mã số 36 anh. Rồi, mã số 36. Cao khoảng 1m4. Tán ngang 1m nha quý vị. Rồi, thân cành. Rồi, vô cái quành luôn. 22 anh ơi. Để luôn em. 22 quành. Cái này mang mã số 37. Rồi, mang mấy? 36. 36 chứ. 36. Tiếp theo mã số 37 anh. Rồi, mã số 37. Cao 1m7. Tán ngang. Này chắc cỡ 1m2 quý vị ơi. Xương đẹp nha. Em này giá 7,5 quý vị không chốt, mình quyết chốt cây nào nữa. Cái cây nè, xương nó đẹp vậy nè. Đó. Vành vô cái vành luôn. Chốt gốc cây này quý vị ơi. 24 anh. 24 vành luôn đó. Mã số 37 á. Cây này quý vị. Rồi. Theo mã số 3, theo mã số 38. Đây. Tiếp tục em bự chảng nữa đây. Giá cũng có 7,5 nè. Rồi em này cao khoảng 1m7. Tán ngang 1m2 quý vị. Rồi. Nghe kỹ nha quý vị. Đó, cây bự chảng vậy nè, cũng có 7,5 à. Rồi, vô quanh luôn. Đó, 25 anh. 25 hơn luôn á quý vị. Đó, cây bự chảng vậy nè. Đó, 7,5 luôn. Mã số 38. Tiếp theo là mã số 39 anh. Rồi, 39 đây. Tàn tròn. Cao khoảng 1m2. Tán ngang hôm nay chắc cũng khoảng 1m2 luôn rồi quý vị ơi. Xương cành nó đặc luôn. Rồi, vô cái hoành luôn. 22 ạ. Là cây cuối của clip 39. Cây 39 đó. Cây này mang mã số 39 anh. Này ha. 39. Rồi. Xuống cây. Mã số 40 ạ. Rồi. Em này cao khoảng 1m5 nha quý vị. À, tán ngang thì gọn gọn tới khoảng 90. Cây này cây cuối clip rồi nha. Cây cuối clip hôm nay quý vị. Dạ. Mã số cũng rất là tròn trịa luôn. Mã số 40. Em vô hoành trước đi anh ơi. Vô hoành đi. Hoành 19 đi anh. Rồi, cho xem đế cái hồi cho xem cái gì lạ lạ trong cái thân cái quý vị nè. Đây, chỗ đoạn này. Xây đều đều, chậm chậm tay. Đó vậy ha. Đó, quý vị có thích cái dòng mai mà nó xù bể bể, chảy chảy nách thì chỗ quanh này chơi ha. Dạ. À, cũng 750 thôi. 750. Cô đãi cho chú anh chị mình luôn ha, mã số 40 ạ. Mã số cuối clip. Rồi. Nói gì không Thảo. Dạ em mong cô chú anh chị xem clip chọn cây ủng hộ giùm em. Thì cũng như mọi khi thôi, cô chú anh chị có lấy được số lượng nhiều thì cứ alo gặp trực tiếp ha. Tất nhiên là nhà em sẽ có giá ưu đãi cho mình thêm chút xíu nữa. Dạ em xin cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp theo.